Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu con ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi lắm. Mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để tao. Ông nói gì ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó mà để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ? Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Không có nghe ngược gì. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được à. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Tao làm gì đâu. Hồi mà tao lấy mày về tao mập bự con. Ha? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lét còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hắn hay con. Đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày, mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi,
đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi, để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà mất dạy hả mày? Dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó, chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày, anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiên tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi, ở đây mà khiên kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Không có chỗ nào mà lấy mỡ xa, tao đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. À, một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin sét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nghe. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa, đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, chạy chiếu ra. Ờ. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. À, chạy chiếu ra tao với mày nhậu múc chỉ. Ờ, đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rau. Anh tươi. Nhậu đi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ tự giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê,
mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à? Tâm bậy. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip lại, nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hại làm gì tà te? Anh Tư, ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ sơ chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho như cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, chúng độc đắc. Nè. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc, cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Ba tờ. Mày để đâu? Ba tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì? Mày để đâu? Ba tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Quỷ. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Hả? Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Anh trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em sẽ trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía bay. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậu xuống anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người coi tới là người Việt ở Mỹ là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Giấy dò thì mày đọc coi chúng không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không.
cái con quỷ. Trời ơi mày đọc mà. Dạ em nói là số 0 đó anh. Ờ số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Dạ, không không. Không không. Không không có luôn. 2 2 1. 2 2 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý trời ơi. Trời ơi. Không không 2 2 1. Ê ta trúng rồi hai ơi. Không không 2 2 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may yên mắn. Yên tâm, yên tâm. Tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày làm gì? Làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi tao tưởng cái gì. Ba cái đồ quỷ đó hả. Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự. Đặt vô ok. Ôi không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ. Tự nhiên cặp bự. Tự nhiên để lấy cặp bự treo toàn tèn. Toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe. Mày đứng mày nhói nhã một hồi á. Không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Về đi, về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh. Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ. Đi lãnh vé số. Ê. Bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp. Bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để trong đó yên tâm rồi đó. Yên tâm, yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống nhậu đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi. Còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Ờ đất coi ông nội ơi nó uống. Ờ uống nữa đi. Uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Đi. Uống. Uống. Uống ha. Uống đi. Ê. Phê. Ráng uống nữa. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao. Tao loại ra. Tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi. Sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này. Trời.
Con không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó nằm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi. Anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy đâu vậy? Ê, kiến cắn người, à kiến cắn anh hả? Mày không biết. Còn vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lo kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là thập quyết ăn Tết. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết. Thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có cái chứng cớ nha. Dù khóc người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à. Như vậy anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng. Chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân đúng không anh hai? Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, Tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó. Tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em
em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân, chị làm gì vậy? My, heo My. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân ta. Chị Tân. Ôi gì? Chị Tân. Trời ơi, anh tự nhiên tỉnh dậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được ba tỷ giấy sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám, dám, dám. Ba tỷ giấy sớm nào? Trời ơi, ba tỷ của em. Ba, sáu tỷ này chị. Sáu tỷ này chị. Sáu tỷ. Dạ. Sáu tỷ là đâu vậy ta? Đây. Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Anh hai, mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt, tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ đó. Dạ, em Tư ơi. Ốm mà nặng như em Tư. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy ơi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì chết. Ai à? Nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ba tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức, nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tỷ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị hai. Ê con ngựa vé lộn. Chị hai, tao lấy có 6 tỷ nha. 60 tỷ nói, mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi? Sao có ngồi nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi, chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay,
tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa con vô chi vậy? Đi vô đi nghe, tôi đang nói chuyện là gì vô cho nó ăn cái gì? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn vậy trơn á, kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. xuất hiện đây? Trời ơi chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao anh đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy đâu rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Tết. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại, mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ. Yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ. Yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi đó. Yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi đi xa chơi. À đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À thì bà chị mới nói rõ ràng. Nghe không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch. Mà yeah. Đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọc dưa.
Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là modern. Modern dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á? Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở xóm gà đấy. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị dán cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có à, phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trứng gà nồi ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá. Hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi. Bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phố đêm đêm xa xưa mây đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút đêm anh ngỡ tròn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ cho anh sinh một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi sinh hoài, cứ sinh đêm trăng trôi hoài. Mới sinh bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng sinh đêm trăng trôi rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trôi mà tôi trăng trôi. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, vậy nghe anh nói nè. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây. À, em ở đây.
em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có. Không có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy thôi. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai hả? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không tôi phải. Có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À. Em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi. Tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là 1.000 lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho 1.000 lượng. 1.000 lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tào lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi. Mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi mất Trinh rồi. Lên. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông làm gì ông la đừng rừng mất tin gì la. À, tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất tin rồi, mất tin. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi. Anh nói mất tin là mất em tin tin em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi có vậy mà sao em thượng cẳng xin hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh tại vì em nghe anh la to quá em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó. Thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tay tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương là ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe. Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chuyện du tai tìm hư áo. Không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Một ngày pháo sớm ta đừng về vang bóng đỡ đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Kim ơi, chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đít mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chị sổ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị lần mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồ. Qua tờ. Ủa? Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi cái này làm sao. À, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Qua tờ là nước nè. Melon. Nước melon mà. Nước melon tôi uống đâu có được. Nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ. Ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không. Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu. Nó đẹp hơn chết rồi. Watermelon. Bà nó có đầu óc. Bà ông nào cũng nghĩ bậy bạ không à.
À, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rày chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm chứ tôi làm gì? Stability là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, stability ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì nó không biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Dạ tôi chúc. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thầm đĩa? Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra anh ơi. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. Ngậm hả? Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. Quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Được coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đau bỏ. Bà bỏ
bỏ nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Vui buồn cùng em, đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ôi, thế sao tôi đưa? Bà chạy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Anh đem yêu thương. Ông nhảy ra qua coi. Đây này, lát nè. Khi yêu nhau thủy xa mà gần. Hãy sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn say. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Nở nổi không? Nở, không, không nở. Nở. Không nở đâu. Trời ơi, tụi lên đi. Rồi lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không. Tôi biết rồi nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi ông bỏ tôi vô bật gọng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha. Ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy. 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình đi thi. Rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha. Từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Đã về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? À. À thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi.